Bằng mọi giá anh phải ra khỏi đây. Chiêu, con chó mày làm gì ta? Mày sẽ phải trả giá cho những tội ác của mày, cho xã hội này, cho bố tao, cho bác Thừa Săn. Hàng đã xong hết, thưa sếp. Tôi đang nghiệm thu. Hiện tại anh em đang đóng gói nốt. Vậy sếp định bao giờ cho chuyển hàng? 1 giờ khuya đêm nay. Sơn chuẩn bị xe đi. Sếp yên tâm, xe lúc nào cũng sẵn sàng. Sơn làm việc tốt lắm. Cảm ơn sếp. Mày đừng nói với tao là mày không biết giọng này của ai nha.